xin được chúc mừng đồng chí Lê Xuân Thi, bí thư chi đoàn trường trung học cơ sở thị trấn Mang Chánh 1. Đồng chí nhiều năm liền đạt giấy khen của ban chấp hành điện đoàn, là giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán, sáng kiến cấp tỉnh giúp học sinh khắc phục sai lầm trong giải phương trình và bất phương trình. Xin được chúc mừng đồng chí Phạm Hồng Sơn, bí thư chi đoàn khu phố Lê Lợi, thị trấn Lang Chánh, bằng khen của ban chấp hành tỉnh đoàn, chủ nhiệm hợp tác xã chăn nuôi gà Hán Sơn Dương đã có sáng kiến mô hình kinh tế trang trại gà đồi hơn 7.000 con cả thịt với thu nhập ổn định hàng năm đạt từ 70 đến 120 triệu đồng. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Quang, phó bí thư đoàn xã Tam Quan, huyện Lang Chánh. Đồng chí nhiều năm liền đạt bằng khen, giấy khen cấp tỉnh, cấp huyện, có nhiều đổi mới phương pháp tập hợp đoàn kết thanh niên, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn dân cư. Xin được chúc mừng đồng chí Lê Thị Ngân, bí thư chi đoàn công ty lâm nghiệp huyện Lang Chánh. Giấy khen của ban chấp hành huyện đoàn đã có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Xin được chúc mừng đồng chí Bùi Văn Hiếu, bí thư chi đoàn trung tâm y tế huyện Lang Chánh. Đồng chí đã nhận giấy khen của ban chấp hành tỉnh đoàn, thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong công tác phòng chống bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân, phụ trách hai chốt kiểm dịch COVID-19, địa phận tiếp giáp với huyện Ngọc Lặc và huyện Bá Thước. Xin được chúc mừng đồng chí Lò Văn Hiếu, đoàn viên chi đoàn bản Tôn, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh. Đồng chí đã được ban chấp hành huyện đoàn tặng giấy khen là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế. Xin được chúc mừng đồng chí Phạm Thị Hoạch, bí thư chi đoàn thôn Cảnh, xã Chí Nam, huyện Lang Chánh. Đồng chí đã được giấy khen của ban chấp hành huyện đoàn là tấm gương điển hình trong phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lê Văn Hải, phó bí thư chi đoàn thôn Tân Phong, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh. Đồng chí được ban chấp hành huyện đoàn tặng giấy khen, luôn hăng hái tham gia phong trào công tác đoàn, hội do các cấp phát động, có nhiều đổi mới trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. Xin được chúc mừng đồng chí Phạm Văn Đông, bí thư chi đoàn thôn Bắc Ngầm, xã Sao An. Đồng chí đã được giấy khen của ban chấp hành huyện đoàn có nhiều sáng kiến và mô hình phát triển kinh tế của địa phương là tấm gương cho đoàn viên thanh niên địa phương noi theo. Xin được chúc mừng đồng chí Phạm Văn Quang, bí thư chi đoàn thôn Công Mốc, xã Đồng Lương. Ban chấp hành huyện đoàn đã tặng giấy khen cho đồng chí. Đồng chí đã có nhiều sáng kiến thực hiện mô hình đăng ký cho đoàn viên thanh niên thực hiện việc cưới thân nhân sống mới, tuyên truyền vận động người thân tổ chức việc tang lễ hồi theo nếp sống mới. Chúng tôi xin kính mời các đồng chí có tên sau bước lên sân khấu. Xin được chúc mừng đồng chí Lương Thị Liên, bí thư chi đoàn cơ quan chính quyền. Đồng chí đã được giấy khen của ban chấp hành huyện đoàn là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, luôn tham mưu cho lãnh đạo đơn vị giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho nhân dân. Xin được chúc mừng đồng chí Trịnh Quang Đức, đoàn viên chi đoàn bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, giấy khen của ban chấp hành huyện đoàn. Đồng chí có nhiều thành tích trong phong trào văn hóa thể dục thể thao do đoàn cấp trên phát động, tham gia các đợt tình nguyện khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân vùng sâu vùng xa. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Quang, bí thư chi đoàn trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Lang Chánh. Đồng chí đã vinh dự được bằng khen của ban chấp hành tỉnh đoàn có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên. Xin được chúc mừng đồng chí Hoàng Cải Đường, phó bí thư đoàn trường trung học phổ thông Lang Chánh, đã rất nhiều chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do sở giáo dục tặng, là cán bộ đoàn năng nổ có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy. Xin được chúc mừng đồng chí Lương Hồng Nam, đoàn viên chi đoàn công an huyện Lang Chánh.
Đồng chí nhận được giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trực tiếp đấu tranh chống chuyên án 120C, bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ 7.644 viên ma túy tổng hợp. Xin được chúc mừng đồng chí Phạm Văn Hoàng, đoàn viên trung đoàn, cơ quan dân đảng. Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Chấp hành huyện đoàn đã có nhiều sáng kiến trong việc định hướng giáo dục tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo. Xin được chúc mừng đồng chí Lê Thị Hoa, đoàn viên Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lang Chánh. Đồng chí nhận được giấy khen của Ban Chấp hành huyện đoàn đã có sáng kiến thực hiện mô hình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, tham gia phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo. Xin được chúc mừng đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Dân tộc Nội trú Lang Chánh, giấy khen của Trung ương Đảng, nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp tổ chức hoạt động đội trong trường trung học cơ sở dân tộc Nội trú, đạt giải C cấp tỉnh. Xin được chúc mừng đồng chí Lò Văn Quảng, Bí thư chi đoàn bản Vạn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, là chủ nhiệm mô hình trồng nấm, chăn nuôi gà, sản xuất đồ gỗ, tạo việc làm thường xuyên cho 4 đoàn viên thanh niên trong địa phương với thu nhập hàng tháng từ 6 đến 7,5 triệu đồng trên một người. Xin được chúc mừng đồng chí Hà Văn Đoàn, Phó Bí thư đoàn xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, nhiều năm nhận được giấy khen của Ban Chấp hành tỉnh đoàn, là gương cán bộ đoàn năng nổ, có nhiều giải pháp tập hợp đoàn kết thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hiệu quả. Xin được chúc mừng đồng chí Hà Văn Thảo, Phó Bí thư chi đoàn thôn Thủ Một, xã Sơn Điện, huyện Lang Chánh. Đồng chí đã được giấy khen của Ban Chấp hành huyện đoàn, luôn đi đầu trong các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hàng năm tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Xin được chúc mừng đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ đoàn trường Trung học phổ thông Lang Chánh. Giấy khen của Ban Chấp hành huyện đoàn là tấm gương tiêu biểu trong công tác đoàn, nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào dạy học. Xin được chúc mừng đồng chí Triệu Đức Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Công an huyện Lang Chánh. Đồng chí nhận được giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về tìm hiểu luật an ninh mạng, là tấm gương tiêu biểu trong nhiều phong trào thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo. Chúc mừng các đồng chí ạ.